Chào các bạn kinh xe một cách 24 giờ. Yamaha R1 mạnh mẽ trong bản độ nâng cấp full power. Shimoto Yamaha R1 là chiếc xe đình đám nhất trong làng mô tô phần lớn, được các tín đồ yêu thích, trải qua rất nhiều cải tiến cũng như thay đổi trong thiết kế, động cơ qua nhiều thế hệ. Yamaha R1 2015 được trang bị rất nhiều công nghệ điện tử tiên tiến cùng với kiểu dáng hoàn toàn mới. Qua bàn tay của một biker Việt, con bản thú R1 trở nên cực kỳ sang trọng hơn qua rất nhiều option đồ chơi, làm tôn lên cái vẻ đẹp cuốn hút cho người xem. R1, con mãnh thú của nhà Yamaha. Shimoto của nhà Yamaha nhận được sự nâng cấp đáng giá về kiểu dáng và đặc biệt ở phần đầu xe. Trong khi đó, toàn bộ phần thân vẫn giữ thiết kế theo ngôn ngữ xe đua. Thay đổi rõ rệt với cụm đèn pha thiết kế nhỏ nhắn hơn trước và đặt ngay ở bên dưới hốc gió. Các chi tiết được chủ xe thay đổi, được ốp thêm cái chản ba carbon, full ốc rô ti v.v. trợ lực Hollin. Tông màu đỏ đen chủ đạo đi kèm một số đồ chơi danh tiếng như Taycan, CRR Carbon, Ta Thắng, RCS 19, bao tay Domino, bảo vệ Ta Thắng là Tết, Trù, Robaker. Giảm sóc sau của Hollin, một số chi tiết sử dụng sợi carbon như ốp sợi carbon, ốp bình xăng con carbon, ốp hông carbon v.v. Yamaha R1 2015 được lắp động cơ là 4 thì, 4 xăng nắng hàng, 998 mã khối, 16 van, đều oxy, làm mát dung dịch, sinh ra công suất là 200 mã lực tại vòng tua máy 13.500 phút. Mô men xoắn là 112,4 cm, dòng tại vòng tua máy 11.500 phút. Chiếc xế đang so kè với người anh em của mình R1 với tông màu đỏ bạc. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.